Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, đây là BB. Chi nhà BB đóng là cực kỳ vội dành cho game thủ Xanh Long. BS. Vâng, trên đường đi đóng S lại làm thêm một quả phụ. Vâng, đỏ thì cái gì nó cũng đỏ. BA. Và đây là BM. Vâng, với ASEAN thì khả năng, vâng, khả năng ép đời thì nó cũng không, vâng, không làm gì mấy, vâng, không làm gì mà nó có phũ phàng quá. Hai mươi bảy dân và 26 dân đến từ game thủ Tuti. Vâng, đây là nhà của Tuti. Tuti đi đâu đây? Vâng, tỷ số là 2-1 cho Xanh Long. Vâng, thôi thì trận này nó ai đều nốt đi cho, vâng, vòng bảng nó hấp dẫn hẳn. Quá nhiều những trận thi đấu ai đều rồi. Ít nhất là, vâng, 3 trận thi đấu ở, vâng, cùng thời điểm này. Vâng, làm luôn cái bãi quả này thì cho nó mát. Sóc cung L và tiếp tục là một bài vừa ăn hoang và vừa đóng ruộng. Trung Quốc, mấy ông Trung Quốc thì ông nào bụng cũng to và mồm cũng rộng vậy. Có cung R luôn đến từ Tuti. Thế như vậy là Tuti lại là người lên đời sớm hơn game thủ Xanh Long. Vâng, Long đâu? Điều đời trong tơ này. Tiếp tục là 5BA đến từ game thủ không. Vâng, 5A đến từ game thủ Tuti. Vâng, tôi tưởng anh đánh 4A rồi, vâng, Xanh Long đánh 4A thì không. Vâng, đốt cái E và lao vào cái lỗ này. Đâm sâu vào thêm tí nữa. Vâng, nông dân của Tuti chạy đâu rồi sao mà nhanh vậy? Đây rồi. Vâng, khu vực đóng S mới. Vâng, Xanh Long có 7E trong tình huống này hay không? Quá nhiều nông dân đến từ game thủ Tuti. Vâng, xúc được hay không trong tơn thi đấu này? Vâng, một chiếc S để ăn gỗ. Vâng, nông dân đến từ Tuti. Yeah.
của Sen Long thì vẫn đang bị ốp bởi game thủ Tuti. Có kéo về để đỡ trong tên này hay không? Vâng, quyết định và quay về và đỡ. Vâng, tiếp tục xách sọt lên và chạy hình ảnh của game thủ Tuti. Vâng, bắn nổ luôn một cái nhà của game thủ Sen Long. Alo, vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Cuộc đối đầu giữa Sen Long và Tuti ở vòng bảng loại đầu tiên. Vâng, theo thông tin báo về thì Chim Sẻ Nắng đã bật ngược, vâng, bị chiến tướng dẫn trước 2-0 và bật với tỷ số 3-2. Sao lại ông lại kinh vậy? Thế thì làm sao người ta có cửa chơi? Vâng, tiếp tục là một bài đi ăn hoàng đến từ game thủ vâng Sen Long. Quá nhiều trận thi đấu mà đưa về cái thể loại vâng quản map và ăn hoàng. 27 đến từ người cầm AC Sen Long. Vâng, chết số lượng nông dân là cực kỳ nhiều. Vâng, chết khoảng 6 dân ở khu vực vừa rồi. Vâng, đang cố gắng đi quản map lành nhảnh với từ Sen Long. Vâng. 21. Đi lỗi tơ này và bị bắt quân đến từ game thủ Tuti. Vâng, timeline chỉ còn là 18. Vâng, liên tiếp là vâng những người anh em bị hạ gục ở rất nhiều mặt trận và dường như Sen Long cũng đang cóng với một bài cầm AC Hàn mình. Quá đen cho anh. Vâng, đoàn thể thao Trung Quốc đang hơi cóng. Vâng, BB giành chiến thắng, Chim Sẻ giành chiến thắng. Vâng, Đỗ Thánh Hoàng, chiến tướng Hoàng. Vâng, chính vậy là quá nhiều cái tên đình đám đã bị loại vào cuộc chơi. Bây giờ là đang là Sen Long dẫn trước Tuti với tỷ số 2-1 và timeline lúc này đang là 20. Liên tiếp bị bóc vào những khu vực làm ăn chính nhà của mình. Tuti đang cố gắng đi vào một quả đồ. Đây là những cái ruộng. Ông chỉ én thôi, én đi đâu à? Xúc vào trong cái ốc này, vâng, đút vào. Không ai vào vẻ e, quá nhanh đến từ game thủ Tuti. Tiếp tục là vẻ e. Vâng, sao lại lộ vậy? Chờ người ta vào rồi hãy, vâng, hãy chốt e. Vâng, chưa gì ông đã thò cái đầu ra, ông định vâng làm người ta rồi thì sao mà chơi. Timeline 22 đến từ Sen Long. Thế trận bây giờ thì cũng chưa biết được nào lần khi ông này ông chưa xoay tham. Dân của Tuti không biết chạy đâu rồi. Tham lại, vâng, Tuti đang đè 6-4 dành cho Tuti và tỷ số là 2-2 trong vâng cuộc đối đầu của Tuti với Sen Long. Tiếp tục là 2-2.